Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Bình Sơn. Bình thường thì các bạn khi mà muốn mua những cái chiếc máy sới hàng mới chất lượng tốt thì các bạn tìm mỏi mắt trên thị trường gần như là không có luôn. Hy hữu thì chỉ có Honda. Thì Honda đang có những cái mẫu máy ví dụ như là FZ500 hay là FQ650 thì nó là máy mới thôi. Nếu các bạn muốn mua những chiếc máy Nhật trên thị trường hiện nay, mình khẳng định luôn với quý vị và các bạn luôn là không có, nếu mà đúng chữ Made in Japan. Và hôm nay tại Điện Máy Bình Sơn về một siêu phẩm luôn. Đây là một chiếc máy mới chưa qua sử dụng. Máy mới chưa qua sử dụng. Giới thiệu những chiếc máy bãi đã qua sử dụng, còn chiếc máy này là mới chưa qua sử dụng. Và chiếc máy này thì các bạn có thể thấy được trước mắt quý vị ở đây, thương hiệu của nó là Isuki, mã của nó là VR350F. Và chiếc máy này sử dụng dàn phay trước nhá, máy mới luôn, chưa qua sử dụng, mới tinh luôn. Không tin đúng không? Xin mời quý vị các bạn đến gần hơn, các bạn sẽ thấy nó kinh khủng khiếp như nào. Rồi, anh em sẽ nhìn một cái tờ này, mình show cho các bạn xem một cái tờ này để nguyên bãi luôn. Đây, đây là vẫn còn cái tờ này ở bên Nhật luôn này. Các bạn thấy chưa? Giá trước là 181.000, à 151.800. Bây giờ sale xuống là sale hợp xuống 138.000. 138.000 các bạn ạ. 138.000 đây. Đây, Isuki VR350. Nó có sách máy có trứng nhá. Đây là cái tờ báo giá của bên store ở Nhật luôn. 138.000 thì mình tính sơ sơ nhẩm nhẩm đâu đó rơi vào tầm khoảng hơn 30 củ. Khoảng không? Thật sự luôn, vãi đạn. Tất nhiên rồi, tuy nhiên là ở Nhật 30 triệu của người ta tính ra, ví dụ theo ngày công nó chỉ là mấy ngày công thôi. Còn tất nhiên ở Việt Nam mình cái mức 30 triệu là cả một gia tài rồi, đúng không ạ? Và các bạn có thể thấy được máy mới tinh luôn. Rồi, máy này thì nó sử dụng hộp số này, động cơ này, dàn phay này. Và dàn phay của nó là dàn phay trước. Các bạn lưu ý một chút nhé, cái này là sử dụng dàn phay trước. Công suất của nó, dòng này công suất nhỏ thôi, khoảng tầm 3 HP thôi. Thì các bạn sử dụng đối với những cái nhu cầu các bạn sới màu, hoa màu hoặc là làm kiểu nhà kính ấy thì rất hợp lý. Con này thì các bạn có thể thấy dàn phay nó này. Đây nhá, mới tinh luôn, chưa sử dụng luôn. Dàn phay của nó là phay đảo. Tức là khi cái phay này chém xuống thì cái phay này sẽ chém ngược lên. Đây, nó sẽ đảo ngược nhau. Đấy, và khi nó đảo ngược như thế này thì các bạn sử dụng nó sẽ cực kỳ đới đất. Ở đằng trước thì nó có một cái bánh dẫn hướng. Bánh dẫn hướng này có tác dụng luôn là cữ để giúp cho cái lưỡi phay của các bạn để xuống bao nhiêu chiều sâu của đất. Tức là các bạn muốn phay xuống chiều sâu là bao nhiêu, ví dụ như 5 phân, 10 phân thì các bạn sẽ điều chỉnh cái cữ này. Cái này vừa tác dụng điều hướng, chỉnh hướng, vừa có tác dụng là nâng cao, hạ thấp cái dàn phay của các bạn. Đây, đây là miếng chắn này, bảo vệ này. Bằng sắt cực kỳ dày luôn. Động cơ của nó là sử dụng động cơ Kawasaki FZ100 nhá. Động cơ này thì động cơ máy nằm, không phải máy đứng. Đời cực cao. Đấy, các bạn nhìn này, Isuki này. Đây, dây này, mới hay cũ? Anh em đánh giá một câu chân thành luôn, mới hay cũ ạ? Máy mới đấy ạ. Đây, anh em nhìn này. Hộp số con này sử dụng là 3,1 lít nhá. Đây, vẫn còn túi đồ này. Đây các bạn này, máy mới tinh mà. Đấy, để xem một chiếc máy Nhật mới nó cho theo cái gì. Vạt nhớt này, một cái tio, cái này chắc là để cắm vào đây. Cái này mình chưa nghiên cứu chức năng là gì. Tháo buji này, tô vít này, mấy cái cale này, cale Nhật hết chứ các bạn nhé. 1922 tháo gì đó. Rồi, ok, anh em nhìn phần hộp số này cực kỳ đẹp luôn. Quay ra sau nhìn số quá đẹp, máy mới tinh luôn. Con này sử dụng cơ cấu số đây, 1 này, mo này, 2 này, mo này, chạy không phay và chạy phay. Hộp số dung tích của nó ăn 3,1 lít nhá, máy mới tinh luôn, ăn 3,1 lít dầu. Bánh này của nó là bánh gọi là bánh nhá, tức là để cho các bạn chạy ở những cái rãnh, các bạn chạy trên luống ấy, để phay trên luống ấy nó không bị sụt, nên là nó làm tiết diện cho bánh này cực kỳ nhỏ ấy. Hộp trinh không trắng bằng, chung là quá đẹp, xuất sắc, không có điểm gì chê, đáng đừng từng đồng tiền bát gạo luôn này. Bảo vệ chắn dây đai này, tem mác này, nói chung là ngất người, quá đẹp. Rồi, nếu các bạn có nhu cầu mua chiếc máy này thì có thể liên hệ với Điện Máy Bình Sơn, số điện thoại chúng tôi sẽ để ngay dưới màn hình để có tiện theo dõi hơn. Giá chiếc này thì tất nhiên rồi, hàng mới mà, nên giá nó khá là cao. Ngay kể cả chúng tôi, kể cả chúng tôi Điện Máy Bình Sơn, chúng tôi mua đấu giá những con này rất là cao, thật sự luôn, cực kỳ cao. Rồi, giá chắc chắn là trên 10 triệu. Rồi, cụ thể trên bao nhiêu thì anh em có thể liên hệ Điện Máy Bình Sơn, chúng tôi sẽ báo giá cho các bạn một cách chính xác nhất.
Rồi, một lần nữa thì cảm ơn. Nhớ đăng ký like, subscribe kênh, bật chuông thông báo liên tục cập nhật những video mới nhất nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.